cháo dừa. Đang ăn cháo dừa. Chưa vô tiệc hả? Năm ký bảy. Hay quá anh Kỳ ơi. Căn này của anh này hả? Chuẩn bị coi cá ăn ơi. Không rè nổi đâu, về chơi mà. 10 ký 23. Rồi. À đúng ký nữa đè rồi. Chào. Dạ. Dạ dạ. Còn nó ăn bún. Cái đó cái xuống sao luôn á. Mày gắp đi chứ đủ mẹ. Cảm ơn.
Con này xé à chị? Đâu ngậm miệng mà. Xé à? Xé là tới đó rồi em. Trời ơi. Đừng có em đẩy cái lưỡi vậy cũng như không rồi. Tháo đi, tháo thả đi. Xé. Chụp hình lại coi là. Ăn miệng cái gì? Không xé rồi, xé xuống. Trời ơi. Đừng giải, giải đừng búng vô mắt nó chết luôn. Vô cân em, con này có tiếng sao à? Vô cân em. Vào tiếng này nè. Ê, nắm cái tay gì nguy hiểm lắm. Biết gửi sĩ để hồi ăn lưỡi chết luôn á. Nó móc kỳ kỳ lắm. Gửi đi. Lưỡi móc khó chịu quá. Nó lặn ở trong, lặn ngược nó ra. Ừ. Nó bẻ theo cái dành lưỡi á. Ôi ơi. Không biết gửi được, cũng xịn xịn gửi chết luôn. Chết luôn á chị. Nắm cái đuôi, nắm cái đuôi. Bóp hai mắt lại. Bóp hai mắt lại, trời ơi. Nắm cái đuôi với bóp hai mắt lại. Cái lưỡi giờ mở, mổ cũng phải bốn xị á, cho nên là phải kỹ. Năm 075. Năm 075. Dưới 4 kg cơ bắt thoải mái. Con này bự rồi. Ngoài 4 kg rồi anh Tư. Dạ, dưới 4 kg thoát về thoải mái. Biết mà. Cái trường văn có nhớ con này chắc phải ngoài 5 kg quá anh Tư. Yeah. Ngoài 5 kg bụng quá trời. Còn cá sĩ này là mấy con nãy cũng phải 5 kg mấy, nhưng mà trong cuộc thôi đúng không? Không không anh dở lên cá dở nhẹ lên. Bóp lại. Rồi. Rồi. Sau khi bà không mập quá bụng. Cá này không có vây trên này thì. À, bình thường à. Cá nó ra hàng ngàn con, đẻ ra hàng ngàn con phải có dị tật chứ. Hay quá anh rồi. Thôi. Ồ cá nó đẹp. Quá đẹp luôn. Quá trời đẹp.
đẹp hơn Ngọc Trinh. Cá nó nằm điều hồ với nói gì á Điện. Gì dữ anh. Mình phải nói là tầm 9 tấn 9 đồ hay gì đó. Trên dưới gần 10 tấn đó. Cái này cũng mấy tấn, 3 4 tấn, dưới là 10 tấn. 7 ký 3. Chết tôi rồi, trên 38 ký rưỡi, 8 ký rưỡi, 7 ký 3. Thôi chạy 7 ký rưỡi rồi đi. Đó là 14 lần. Nó đỡ đi. Đỡ đi, tao không dám gỡ luôn. Má ngằn sầu quá. Chướng cái nhà đường của ai? Nhà đường của tôi. Xả bè rồi. Ê. Lấy kìm gỡ ra. Cũng má sóc cái lưỡi vô nó chết rồi. Câu cá không nhiều tiền, đụng đi mổ cái lưỡi mệt. Rồi, thâu nhà tôi lại nha. Ngầm cá, ngầm ngay giống cá. Rồi, bước đây. Cần cá luôn anh cái gì? Đó sáng giờ nó dính cũng nhiều chứ cái chim nữa. Sáng là vô gọi về nó ra. Quá sáng rồi, sáng giờ luôn á, từ 7 giờ mấy. Ngồi hay. Rồi, thả cho mình.